Te toca Giao Hữu. Vâng, những cái bắt tay thân thiện và đoàn kết. Chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn cổ vũ cho hai đội. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và trận đấu thứ hai sẽ đấu tiếp của trận đấu thứ hai bắt đầu. Ở trận đấu này ra quân trong đội hình của đội nữ Hà Côi trong trang phục áo màu xanh và nữ đồng đội 2 trong trang phục áo màu đỏ. Trận đấu bắt đầu. Nhà vừa rồi là một pha đánh bóng hỏng của đánh bóng ra ngoài của đội nữ Liêm Nội. Vâng, như vậy là trọng tài số 2 đang cho hai đội đánh thử 3 bả. Vâng. Thế như vậy là hai đội đã dừng khởi động. Bây giờ là pha đánh bóng chung 3 của nữ Hà Côi, điểm trên Liên Đội 1-0. Thế một pha lỗi vào bóng của nữ Hà Côi, điểm cho nữ Liêm Nội 2 2-0. Cầu thủ không tốt của nữ Liêm Nội, điểm cho Hà Côi thì chưa được chút ngắn 1-2. Cầu đánh bóng chưa qua, điểm cho Liêm Nội 3-1. Phát bóng tốt, tuyệt vời. Còn 2 vẫn còn. Chúng ta phòng thủ tuyệt vời của nữ đội đội. Và có đánh bóng ra ngoài, điểm cho Liêm Nội 4-1. Thế một pha đánh bóng ra ngoài của nữ Hà Côi, điểm cho Liêm Nội 5-1. Đâu vậy? Sang gì ạ?
đấy, đứng đấy được, còn được. Tối nhưng mà thôi thì chấp nhận thôi. Cầu thủ rất tốt. Bây giờ tốt điểm cho Hà Côi, tỷ số số điểm trong chung ngắn 2-5. Anh Dương Giang Mai điểm cho Nêu Nội 6-2. Vẫn còn rất cố gắng của Nêu Nội, vẫn cố gắng, vẫn còn không thành công. Điểm cho tôi 3-6. Thì xin điểm được chứng án cho tôi 4-6. Và tôi không bóng chưa qua, điểm cho Nêu Nội 7-4. Bóng tốt, điểm cho tôi 5-7. Hà Côi bóng tốt, điểm cho Hà Côi 6-7. Một điểm nữa là Hà Côi có thể xâm hại tỷ số là sân khấu thứ nhất. Nếu là đội bóng ngoài thì số điểm 7 đều. Còn đây bóng chưa qua, điểm cho Nêu Nội 8-7. Và tôi thêm một pha đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Nêu Nội 9-7. Cô đội bóng trong ngoài điểm cho Nêu Nội 10-7. Ai ăn cơm? Mày bắt một cơm nước 3 đứa rồi. Hai pha phối hợp tuyệt vời. Phối hợp không thành công, điểm cho Nêu Nội 11-7. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vẫn Quan không thành công thì số điểm được tính ngắn cho Hạ Côi 8-11. Bóng thứ ba điểm cho Hà Tôi 9-11. Em ơi. Đưa đoạn cái bóng ra ngoài. Điểm cho tôi 10-11. Vẫn Quan rất cố gắng. Ban ngày thì đẹp hơn, sớm thì ngon hơn. Không, anh ta không hiểu nhau của nữ Hà Côi. Điểm cho cô nào? Điểm cho Liên Nội 12-10. Cao lên, bóng tốt của Hà Tôi để chiến đấu của rất ngắn 11-12. Đây là đội bóng tốt điểm cho Liên Nội 13-11. Và cơ đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Liên Nội 14-11. Không thành công. Điểm cho Liên Nội 15-12. Cầu này đánh chung 3. Điểm cho Liên Nội 16-12. Và tạm mặt của đội của tôi. Đây ghế lại. Bóng chưa qua. Thì sẽ được rút ngắn cho nữ Hà Tôi 13-17. Bây giờ đánh bóng chưa qua. Điểm cho Hà Tôi 14-17. Hà Tôi phát bóng cho ngoài. Điểm cho Liên Nội 18-14. Chỉ có 3 điểm nữa là đội Liên Nội có thể giành thắng lợi ở trận đấu thứ nhất.
đến trong sân. Điểm cho Hà Côi chỉ chưa điểm được rút ngắn 15-18. Như vậy là pha sắp bắn phong mặt của đội Hà Côi thì cái điểm được nâng lên cho Liên Đội 19-15. Hà đang bóng trong sân. Thì cái điểm được ngắn cho Hà Côi 16-19. Bóng nhỏ tốt của Hà Côi. Điểm cho Hà Côi 17-19. Một lần nữa đội Hà Côi lại phải dựng đổi tỷ số ở trận đấu thứ nhất. Liên Đội thì số điểm được nâng lên 20-17, chỉ còn một điểm nữa thôi là Liên Đội có thể giành thắng lợi ở trận đấu thứ nhất. Vậy là phòng thủ rất thành công thì số điểm đã được nâng lên cho đội tuyển Liên Đội 21-17. Như vậy là